Chào mừng các em đến với chương trình chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia môn Toán học năm 2020. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về tích phân xác định và ứng dụng. Đầu tiên thầy cũng sẽ nhắc qua một vài cái điểm chính của phần tích phân xác định. Sau đó thầy sẽ nêu hai cái ứng dụng của nó, đấy là liên quan đến tính diện tích hình phẳng và thứ hai là tính thể tích của vật thể tròn xoay nhé. Thêm các mục chính của bài giảng là như sau này, để cho các em dễ theo dõi. Thứ nhất là thầy sẽ nói về định nghĩa và các cái tính chất cơ bản của tích phân xác định. Phần thứ hai là thầy nói về ứng dụng để tính diện tích hình phẳng và phần thứ ba thầy nói là ứng dụng để tính thể tích của cái vật thể tròn xoay nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang mục 1. Đấy là các cái định nghĩa và các cái tính chất cơ bản. À, định nghĩa này là giả sử f(x) là một cái hàm số liên tục trên đoạn AB và F(x) là một cái nguyên hàm bất kỳ của f(x) trên đoạn AB. Khi đó tích phân từ A đến B của hàm số f(x) là một số nhé và số đấy được xác định như sau à, số đấy chính là f của b trừ f của a và ở đây thầy uh, người ta đưa ra hai cái ký hiệu đấy một cái dấu tích phân của fx dx từ a tới b đấy và người ta cũng có thể ký hiệu như thế này fx và một cái dấu thẳng đứng a đây b đây nhé thế trước khi chuyển sang đoạn khác thì thầy muốn lưu ý là uh, đây là cái định nghĩa theo sách giáo khoa thì chúng ta cũng có thể có một cái cách tiếp cận khác đấy là Uh, định nghĩa đưa ra cách định nghĩa cái cái phần bên trái này thông qua một cái giới hạn của một cái tổng nào đó, Xong đó là chúng ta sử dụng một cái định lý đôi khi người ta gọi là định lý Newton-Leibniz đó là chính là khẳng định là chúng ta có dấu bằng ở đây nhé. Yeah. Mà thầy sẽ không dông dài quá phần đó nhưng mà thầy muốn nhấn mạnh là chúng ta cũng có một cái cách tiếp cận khác như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần chú ý để điểm lại bởi vì, vì ở đây nó vừa có các tích phân vừa có cả nguyên hàm nên là thầy muốn chú ý cho các em chú ý ở đây là gì? Tích phân xác định đấy là một số nhá? và người ta định nghĩa chính là F lớn B trừ F lớn A. Trong đó F lớn là một nguyên hàm nào đó của F nhỏ ở trên cái đoạn AB. Còn các cái nguyên hàm của cùng một hàm số ấy, thì lúc đấy là nhớ lại rằng nó là những cái hàm số khác nhau. Nhưng mà nó khác nhau chỉ bởi một cái hàm số nào đó thôi. Nhá? Thế thì đây là cái à, lưu ý cho các em về phần tích phân xác định và phần nguyên hàm. À, thế tiếp theo thì chúng ta sẽ thử khảo sát kỹ hơn à, khi chúng ta thay đổi cận của tích phân tức là những cái liên quan đến a nhỏ và b nhỏ như thế nào nhé thế phần tiếp sau thì sẽ gọi là các tính chất và quy ước liên quan đến cận của tích phân thứ nhất là chúng ta có là tích phân từ a nhỏ đến a nhỏ fx dx thì lúc đấy người ta quy ước bằng không các em có thể hiểu là tại sao phải là quy ước bằng không này à, bởi vì là khi mà chúng ta định nghĩa trên một đoạn chẳng hạn à, thế thì trong, trong trường hợp nói chung là chúng ta phải định nghĩa trên một đoạn là từ A tới B và B lớn hơn A đúng không? Chứ còn ở đây là các em hình dung là nếu mà áp vào cái định nghĩa đấy thì là chúng ta là đoạn từ A tới A và A bằng A thì nghe nó uh, không được hợp lý lắm. Thế chính vì vậy đây có thể coi là một quy ước. Nhưng quy ước này cũng phù hợp với cả cái định nghĩa lúc trước đấy của chúng ta đúng không? Trong trường hợp tổng quát là tích phân từ A tới B của Fx dx thì sẽ bằng là F lớn B chứ F lớn A. Thế thì trong trường hợp này chúng ta cứ có thể nhắm mắt nhắm mũi áp dụng quy tắc đấy chẳng thì chúng ta cũng có là F A trừ F A là bằng 0 đúng không như nào? Đấy thì quy ước nó cũng tương đối là cũng là rất là phù hợp với cả cái định nghĩa mà chúng ta đã giới thiệu nhé. Và cái quy ước thứ hai là nếu mà chúng ta có thể có những cái trường hợp là người ta vẫn có thể viết là tích phân xác định từ một cái số lớn hơn đến một số nhỏ hơn không thành vấn đề gì cả. Và lúc đấy là người ta có thể đổi cận và khi đổi cận thì nó sẽ có một cái dấu trừ, tức là đổi cận thì đổi dấu nhé. Còn cái tính chất thứ ba, đây chúng ta có thể gọi là tính chất sau khi có những cái quy ước ở phía trên hay là những định nghĩa phía trên thì chúng ta có là tích phân từ A đến B của fxdx cộng tích phân từ B tới C của fxdx thì nó sẽ bằng tích phân từ A tới C của fxdx trong đó A, B, C là các số tùy ý và ở đây tổng này, ở đây có là B này với cả B này thì là giống nhau. nhá. Yeah. từ A đến B của fxdx cộng tích phân từ B tới C của fxdx thì nó sẽ bằng tích phân từ A tới C của fxdx trong đó ABC là các số tùy ý và ở đây tổng này ở đây có là B này với cả B này thì là giống nhau nhé yeah. Thế tiếp theo thì chúng ta sẽ xét một cái bài tập à, trong đề thi minh họa năm 2020 của Bộ Giáo dục Đây là bài tập như sau này là nếu tích phân từ 1 đến 2 của fxdx bằng trừ 2 và tích phân xác định từ 2 đến 3 của fxdx bằng 1 Thế câu hỏi là người ta yêu cầu tính tích phân từ 1 đến 3 của f(x) dx bằng bao nhiêu nhá. Yeah. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là à, người ta cho ra bốn lựa chọn như thế này. Thế ở đây là bài tính toán trực tiếp và rất là nhanh, hy vọng là các em không bị mất điểm. Ở đây chúng ta thấy rằng là tích phân từ 1 đến 3 thì chúng ta sẽ tách thành tích phân từ 1 đến 2 cộng với cả tích phân từ 2 đến 3, đúng không? Do đó cái con số người ta yêu cầu chúng ta tính toán thì sẽ là bằng trừ 2 cộng với 1. Đấy, thì nó sẽ ra là trừ 1. Vậy là lựa chọn đúng ở đây là đáp án B là trừ 1 Thế cũng tương tự như vậy là thầy có thể đổi đổi đi một tí, và chúng ta xét bài tập ngược như sau này Nếu tích phân từ 1 đến 5 của FxDx bằng 2 và tích phân từ 1 đến 3 của FxDx bằng 3 và bây giờ người ta yêu cầu tính tích phân từ 3 đến 5 và người ta cũng cho 4 cái lựa chọn như thế này Thế lưu ý với cả các em ở đây là chúng ta có từ 1 đến 5 trước bằng bao nhiêu này sau đó từ 1 đến 3 và người ta yêu cầu là từ 3 đến 5 Thế thì lúc đấy là chúng ta là trừ đi đúng không? Chúng ta lấy tích phân từ 1 đến 5 và trừ đi tích phân từ 1 đến 3 thì sẽ ra tích phân từ 3 đến 5 của FxDx. Và trong trường hợp này chúng ta lấy 2 trừ 3 và đáp số bằng trừ 1. Thêm một lưu ý nhỏ nhỏ cho các em tại sao thì chọn cái bài này. Bởi vì sao? À, một số em có thể thấy hơi lẫn lộn chứ ạ. À? Tích phân từ 1 đến 5 lại bằng 2 mà lại tích phân từ 1 đến 3 lại bằng lớn hơn thì nghe nó hơi hơi buồn cười đúng không? Nhưng mà cái điều đấy là hoàn toàn có thể xảy ra. Và chúng ta cứ áp dụng những cái tính chất là liên quan đến sen một cái điểm vào giữa uh, của hai cái cận. Thì để chúng ta tính, thì chúng ta tính như bình thường. Vậy thì tích phân từ 3 đến 5 trong trường hợp này sẽ bằng tích phân từ 1 đến 5 trừ đi tích phân từ 1 đến 3. Và cho ra kết quả là trừ 1. Nhá. Đấy, thế bây giờ chúng ta có thể chuyển sang những cái, đây là những cái bài tập uh, tương đối là đơn giản. ở à, Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những cái tính chất và những cái quy tắc để chúng ta có thể xử lý những cái bài tập khó hơn một chút nhé. Thế đầu tiên là những cái phép toán cơ bản thì thầy nhắc nhanh, nhanh thôi để đấy là tích phân xác định của tổng hai hàm đúng không? Thì bằng tổng hai tích phân xác định và tích phân xác định của một hàm nhân với cả một hàng số thì sẽ bằng là tích phân xác định của hàm đó nhân với cả hàng số đấy ở bên ngoài nhé và hàng số đấy là một số thực túy thì cái này là dễ rồi thầy không sẽ đi sâu nữa nhưng mà chúng ta sẽ áp dụng rất là thường xuyên cái cái thứ hai là tính chất liên quan đến đổi biến đấy thì ở đây thầy tất nhiên là phải có một vài cái điều kiện để có thể áp dụng cái quy tắc này nhưng mà thầy nhấn mạnh lại là thầy ghi phần công thức và các em có thể tra những cái điều kiện trong sách giáo khoa nhé chứ thầy không dung dài ở đây nữa vậy thì đổi biến thì chúng ta có thể hình dung là tích phân từ a đến b của f của u x nhân u phẩy x dx thì sẽ bằng là tích phân từ u a đến u b của f u du nhé chúng ta đổi từ biến x sang biến u và lưu ý khi đổi như vậy thì chúng ta phải đổi cả cận tích phân Đấy. nhắc lại một lần nữa là các cái điều kiện để áp dụng thì các em có thể tra sách giáo khoa cho cẩn thận nhé. và phần uh, nữa là liên quan đến kỹ thuật là tính tích phân từng phần chẳng hạn thì tích phân từ a đến b của uv thì sẽ bằng là u nhân v và chúng ta tính là từ a đến b và trừ đi tích phân từ a đến b của u v dx và cái ý nghĩa ở đây là gì Đôi khi người ta cho một cái tích phân nó hơi khó để tính toán và chúng ta bằng cách nào đó chúng ta viết nó dưới dạng là tích phân từ u v' hạn và áp dụng công thức tính tích phân từng phần, chúng ta chuyển cái v' đấy thành là uv trừ đi tích phân của u' v dx và trong một số trường hợp là chúng ta có thể thu được cái tích phân này nó có thể dễ dàng tính toán hơn. Đấy, thì đấy là cái quy trình chuẩn để sử dụng tính tích phân từng phần nhé và chúng ta có những cái à, cách đặt hàm cơ bản à, và các em không phải lo lắm bởi vì là những cái hàm mà nó xuất hiện thì chúng ta sẽ có cái cách uh, đặt u uh, bằng cái gì và do đó chúng ta có thể tính toán V bằng cái những cái tương ứng nhé đấy thì đây là những cái uh, phép toán và những cái tính chất cơ bản uh, những cái uh, quy tắc tính cơ bản liên quan đến tích phân xác định thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần ứng dụng của nó Thế bài toán là như sau này Chúng ta cho một cái đồ thị của đường y bằng fx Tức là một của hàm số y bằng fx Và chúng ta chặn bởi là đường thẳng x bằng a là đường thẳng đứng nhé Và x bằng b và cái trục ox Vậy thì câu hỏi ở đây là đấy, tính diện tích của hình giới hạn bởi hai cái đường thẳng x bằng a và x bằng b trong trường hợp này là a bằng 1 và b bằng 9 nhé. Và cái trục OX, tức là có cái phần đáy ở dưới, chặn ở phần đáy và ở phần trên thì chúng ta chặn bởi cái đồ thị của y bằng fx đấy thì ở đây là cái chúng ta yêu cầu là tính diện tích hình phẳng như thế này và ở đây thầy cũng muốn nhắc nhanh cho các em một cái cách tiếp cận lưu ý là ở đây thầy muốn giới thiệu cho các em một cái cách tiếp cận để xây dựng cái tích phân xác định từ đó chúng ta có thể hiểu ý nghĩa và vận dụng cái công thức tốt hơn nhé thế bây giờ cái rõ ràng là chúng ta một cái việc tính diện tích một cái hình như này thì chúng ta sẽ quy về việc là có thể chia thành chia nó thành những cái hình nhỏ hơn mà có thể dễ tính hơn. Thế ở đây là chúng ta có thể chia cái hình đó thành ví dụ như là thành bốn hình chữ nhật chứ ạ. Chúng ta chia như này. Và ở đây là số cái hình chữ nhật thì ghi là n bằng 4 nhá. Và mỗi một cái đáy của cái hình chữ nhật này thì thầy sẽ ký hiệu nó là delta x và delta x của nó thì sẽ bằng bởi vì thầy chia đều đúng không? Nên delta x sẽ bằng là b trừ a chia 4 nhá. Và ở đây có các điểm chia thầy đánh dấu như này Từ x0, x1, x2, x3, x4 Thầy đánh số từ x0 Các em cũng có thể đánh số từ x1 không thành vấn đề gì cả Khi đó chúng ta có thể thay đổi một chút Nhưng mà bản chất của nó vẫn vậy nhé Thế thì diện tích của bốn cái hình này thì nó hình chữ nhật thì dễ tính rồi đúng không? Nó sẽ bằng chiều cao nhân với cả cái phần phần đáy. Vậy thì chiều cao của những cái này nó bằng bao nhiêu? Khi với cái hình đầu tiên thì chiều cao của nó sẽ là fx0 đúng không? Cái hình thứ hai chiều cao sẽ là fx1. Hình thứ ba là chiều cao là fx 2 và hình thứ tư là FX3 đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta có bốn chiều cao, Thì liệt kê cái dòng này, đây là bốn chiều cao của bốn hình chữ nhật nhé. Và do đó cái S4 tức là tổng của bốn hình chữ nhật đấy thì nó sẽ bằng FX0 nhân delta x cộng vân vân cộng đến FX3 nhân delta x. Nó sẽ là tổng của bốn cái số hạng như này, đúng chưa? Vậy thì bây giờ nếu mà các em hình dung ra là nếu chúng ta có nhiều cái điểm chia hơn thì cái việc tính toán của chúng ta sẽ chính xác hơn, đúng chưa? Nào, bây giờ chúng ta thử cùng nhìn nhé chia thành nhiều hình chữ nhật hơn. Trong trường hợp này là n bằng 8 và cái delta x tức là cái đáy cái cái cái, cái độ lớn của cái đáy đấy thì nó sẽ bằng là b chữ a chia 8 đúng không? Và uh, thầy cũng có đánh số những cái điểm chia như thế này thì nó sẽ là từ x0 đến x8. Và lúc này chúng ta có 8 cái chiều cao. Chiều cao đầu tiên là từ f(x0) vậy thì chiều cao cuối cùng sẽ là f(x7) đúng không? Vậy đây là 8 cái chiều cao của 8 cái hình chữ nhật. Và do đó trong cái trường hợp này là chúng ta có S8 thì bằng tổng của tám cái số hạng như thế này nhé Và các em hình dung là nếu mà chúng ta tăng số điểm chia nữa nào ở đây nhìn đây chính là cái độ sai lệch đúng không? Độ sai lệch của cái phần cách tính theo tổng của diện tích hình chữ nhật với cả cái phần diện tích chúng ta cần tính, đấy là những cái phần nho nhỏ như thế này. Đây chính là cái phần sai lệch tổng nó lại. Thế thì bây giờ chúng ta nếu mà chúng ta chia nhiều điểm chia hơn thì, à, thì chúng ta hình dung là trong phần lớn trường hợp là chúng ta sẽ có cái kết quả chính xác hơn đúng không? Đấy, thế thì bờ chia thành 16 thì ạ à. Thầy nói nhanh như vậy thôi nhé. Thì chúng ta cũng có một cái tổng và S bằng 16 thì chúng ta có như này. Và hình dung là bây giờ nó sẽ nhỏ đi rất nhiều. Và rõ ràng là cái quá trình tính này thì các em có thể mày mò. Thầy cũng đã hướng dẫn những học sinh của thầy là sử dụng Excel để tính toán. Và các em thấy là đối với cả hàm bất kỳ thì với cho Excel người ta có thể cho N bằng 100. Rất là đơn giản. Và người ta có thể tính toán ra cái con số cực kỳ chính xác với cả cái diện tích chuẩn mà chúng ta có thể tính được bằng cách khác nhé. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta hệ thống lại cách này. Lưu ý là thầy muốn giới thiệu các em một cái cách tiếp cận, một cái cách nhìn do đó chúng ta có thể hiểu ký hiệu, hiểu ý nghĩa hơn và có thể áp dụng dễ dàng hơn nhé. Thế thì bây giờ chúng ta trong trường hợp tổng quát là chúng ta có n hình chữ nhật ạ. Thế thì cái đáy của nó sẽ bằng là b trừ a chia n đúng không? Và các cái chiều cao của nó sẽ là fx0, fx1 đến fxn trừ 1. Chúng ta có n chiều cao đúng không? Và diện tích bây giờ chúng ta có sn bằng thế này. Thế bây giờ hình dung này, chúng ta điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cho n tiến đến vô cùng đúng không chúng ta có công cụ giới hạn vậy thì nếu mà chúng ta cho n tiến đến vô cùng vậy thì chúng ta có thể hình dung là đối với rất nhiều hàm số chẳng hạn khi chúng ta cho n tiến đến vô cùng thế thì cái sn này nó sẽ tiến đến cái diện tích chính xác mà chúng ta cần tính vậy thì thầy tổng kết ở cái phần sau đây nếu chúng thầy gọi là diện tích chính xác là s lớn thế thì khi đó chúng ta có s lớn sẽ bằng lim của sn khi n tiến đến vô cùng trong đó SN nó là tầm của những cái, cái này. Đấy. Thế thì bây giờ các em cố gắng nhìn thấy tại sao thầy cứ cố gắng viết thành từng cái riêng rẽ mà thầy không gom những cái đấy lại với nhau và thầy nhân delta x ở ngoài. Đấy là các lý, đấy là lý do như sau này. Nào, khi N thì đến vô cùng thế thì delta x lúc đấy người ta sẽ ghi nó bằng là dx. Vậy các em có thể hình dung về mặt bản chất dx này là một cái lượng thay đổi vô cùng nhỏ của x đúng không? Đấy. Và bây giờ S bây giờ khi n tiến đến vô cùng đúng không s bằng giới hạn của sn mà thì lúc đấy các em hình dung nó sẽ là tổng của vô hạn các cái số hạng như thế này nó sẽ là fx 0 nhân dx lưu ý là delta x bây giờ trở thành dx đúng không cộng fx 1 nhân dx cộng vân vân đấy và cái việc tổng vô hạn như thế này thế thì các em hình dung này cái fx dx này nó chính là các cái dạng của những cái số hạng ở trên đúng chưa và còn cái dấu này thực ra là cái dấu cong cong đấy thực ra là nó biến là biến thể của cái từ s qua trong tiếng Anh từ qua đấy là từ viết tắt ở từ từ đầu chữ cái đầu tiên của cái từ sum đấy vậy thì ở đây hình dung là cái S này nó là tổng từ A đến B của những cái đại lượng Fx dx và ở đây thầy có thể tóm gọn nó bằng một từ thôi à, đó là tổng vô hạn và liên tục của các cái đại lượng Fx dx vô hạn thì các em biết rồi còn liên tục thì các em hình dung là nếu chúng ta có n điểm chia mà chúng ta có cho n tiến đến vô cùng thì cái đấy là chúng ta có thành những cái lượng vô cùng nhỏ dx và nó trở thành liên tục nó trở thành mịn hơn đúng không đấy thì để chỗ này lưu ý với cả các em là thầy không muốn dông dài chỗ này nhưng thầy cũng muốn giải thích một chút để cho các em hiểu cái cách tính và từ đó chúng ta hiểu ý nghĩa hơn vậy thì ở đây cái ký hiệu này chẳng qua chúng ta có thể hiểu nó là tổng từ a đến b của các cái đại lượng fx dx nhé yeah. thế bây giờ khi áp dụng trong vào bài toán chẳng thì đôi khi là chúng ta không chỉ có một đường cong mà chúng ta có thể có hai đường cong nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể quy về cái những cái mà chúng ta đã biết thầy có thể vẽ hình cho các em như sau là ví dụ như là đây là trục tọa độ nhé o này x này y ví dụ như chúng ta có một cái đường cong nằm trên là y bằng fx như thế này đúng không và một cái đường nằm phía dưới như thế này Ờ, à, là đường dưới thầy sẽ ghi là y bằng g đúng không? Đấy. Và chúng ta vẫn muốn tính, ví dụ như là ở từ x bằng a. Đây, chúng ta tính trong cái phần này. Và từ x bằng b. Vậy x bằng a, đây. Đây. Và chúng ta muốn tính diện tích này thì ạ. Đúng không? Thế thì các em hình dung ra là diện tích này chúng ta có thể bằng tính là từ a tới b của fxdx nào đây thầy chưa nói đây là cái con số mà chúng ta cần tính đâu nhé nếu chúng ta viết từ a tới b của fxdx đấy là chúng ta tính toàn bộ cái diện tích từ cái phần đáy này lên trên cái đường phía trên đấy là fx đúng không và rõ ràng để tính phần gạch chéo này thì chúng ta phải trừ đi cái phần trắng và phần trắng này thì chính là diện tích mà được giới hạn bởi gới và giới hạn với x bằng a, x bằng b và trục ox đúng không? Và do đó theo công thức nó lại chính là bằng tích phân từ a đến b của gx đấy. Và cái này chúng ta có thể viết gọn nó lại đúng không? Chúng ta áp dụng cái quy tắc nó sẽ là từ à, tích phân từ a đến b của fx trừ gx rồi nhân với cả dx. Đấy. Thế thì lưu ý với cả các em, đây là cái cách xử lý mà chúng ta rất hay gặp trong thực tế nhé và thậm chí là cái phần GX này hoặc nó có phần nằm dưới trục OX vẫn không thành vấn đề gì cả chúng ta vẫn xử lý như bình thường như thế này nhé nhưng mà thầy không muốn rông dài tại sao nó vẫn đúng nữa các em có thể tự kiểm chứng cái điều đấy thế bữa tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái bài tập mà chúng ta có thể áp dụng cái phần lý thuyết vừa rồi đây là bài tập mà thầy lấy trong đề thi minh họa của bộ giáo dục năm 2020 nhé bài tập là như sau này diện tích phần hình phẳng được gạch chéo trong hình bằng và người ta cho hai cái đường parabol như thế này và đây là phần chúng ta cần tính thế lưu ý với cả các em là trong đề thi minh họa của bộ giáo dục thì người ta cho dễ hơn một chút đấy là người ta cho luôn hoành độ của giao điểm cụ thể ở đây người ta cho là trừ một các em dóng lên độ thầy và ở đây là hai à. thế nếu mà bây giờ chúng ta không cho như vậy thì chúng ta làm như nào đấy. thế thì chúng ta đặt là x bình phương trừ hai x trừ hai bằng cái trừ x bình phương cộng hai chúng ta có thể dễ dàng giải cái phương trình đấy và chúng ta thu được hai nghiệm là x bằng trừ một và x bằng hai đúng chưa thì đấy là cái cách mà các em có thể phải làm trong đề thi thật của chúng ta nhé thế bây giờ người ta cho bốn lựa chọn này là cho tích phân đấy những cái tích phân xác định đấy đấy bốn lựa chọn như thế này thế câu ở đây là chúng ta dễ rồi nhưng mà các em cẩn thận không lẫn lộn nhá chúng ta sẽ lấy là tích phân xác định từ trừ một tới 2 rồi rõ ràng rồi là từ cái hoành độ của giao điểm nào Bây giờ chúng ta phải lấy phương trình của cái trên trừ phương trình của cái dưới Lưu ý là người ta viết như thế này thì đôi khi một số em hơi lẫn lộn Các em lấy cái này trừ đi cái này là hỏng đúng không? Bởi vì cái này thực ra là, nó là phương trình của đường nằm dưới đúng không? Còn cái trừ x bình phương cộng 2 này thì nó mới là phương trình của cái đường nằm trên Chính vì vậy ở đây là chúng ta phải lấy là trừ x bình phương cộng 2 và trừ đi cái thằng này Và chúng ta có này trừ 2x bình phương này trừ đi trừ 2x thì chúng ta thu được 2x này và lấy 2 trừ đi trừ 2 thì chúng ta thu, được 4. Chính vì vậy là đáp án ở đây là đáp án A nhé. Yeah. Rất đơn giản nhưng mà cẩn thận nhanh nhiều đoạn thì cũng ta có thể bị mất điểm oan về cái chỗ đấy. Thế bây giờ đấy là bài tập trọn vẹn ở trong đề thi minh họa. Thì bây giờ hoàn toàn vào bài này là chúng ta có thể hỏi thêm một cái câu hỏi là à vậy thì cụ thể diện tích của nó bằng bao nhiêu? Đúng như thế nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ xét cái bài tập nâng cao lên một chút so với cả bài tập vừa rồi, đấy là chúng ta tính toán cụ thể diện tích của nó ra nhé. Yeah. Cái bài tập là như sau, để diện tích phần hình phẳng được gạch chéo trong hình bàn, đây là cái phần đấy nhé. Và lưu ý ở đây chúng ta có là chỗ này là trừ 1, giống như là nếu không cho thì chúng ta hoàn toàn có thể giải được đúng không nào? Chỗ này là hai cái phần hoành độ của giao điểm. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta tính như thế nào? Thế lưu ý là chúng ta lấy là tích phân từ trừ 1 tới 2 đúng không? Đấy, chúng ta giải được rồi. Của cái phần hàm số phía trên trừ đi hàm số phía dưới. Vậy thì đây là cái trên này, trừ đi cái dưới Vậy thì chúng ta sẽ thu được là cái phần diện tích cần tính nó sẽ bằng là tích phân xác định từ trừ 1 tới 2 của trừ 2x bình phương cộng 2x cộng 4 dx. Và cái này thì các em có thể bấm máy cũng được bởi vì các em được cho phép bấm máy đúng không? Hoặc các em có thể tính toán. Thì trước tiên là thầy muốn cùng các em tính toán đã, xong rồi chúng ta có thể kiểm chứng bằng máy nhé. Vậy thì cái này nó sẽ bằng là trừ 2x mũ 3 chia 3 đúng không? Và cộng với cả x bình phương rồi cộng với cả 4x và chúng ta lấy cái cận là từ -1 tới 2. Từ -1 tới 2. Nào chúng ta lắp 2 vào địa hạn thì chúng ta có thành là -16 nhá. -16/3. Cộng này, lắp 2 vào đây thì cộng 4 này. Lắp 2 vào đây thì thành cộng 8 đúng không? Đấy. Và trừ đi này. Lắp -1 vào đây thì chúng ta có là thành là ờ uh, -1 ở đây thành thành -1 đúng không? Nhưng mà thêm dấu trừ nữa vậy thì nó vẫn thành là 2/3, vậy 2/3 ở đây. Và cái này thì thành 1. Và cái này thành -4. Ok chưa? Và sau khi rút gọn lại thì các em sẽ đạt được kết quả là bằng 9. Đấy. Đấy, rút gọn rất là nhanh thôi đúng không? Ví dụ như ở đây là -18/3 này, hai cái này thành thành -6 này. Trừ -6 với cả 12 thành thành 6 này. 6 với cả chỗ này trừ đi trừ -3 thành 9 đúng không? tuy nhiên đấy như, như, thầy đã nói là các em cũng có được sử dụng máy tính thì các em có thể bấm ngay. Thế bây giờ các em có công cụ là thậm chí là các em lắp cận là trừ 1 và 2 vào và các em bấm cái hàm số là trừ 2x bình phương cộng 2x cộng 4 và thầy cũng vừa bấm thử cho các em thì nó cũng ra 9 nhá. Vậy thì đấy thì trong bài thi thì tùy các em thôi nhưng mà các em có thể nắm vững cơ bản hoặc là các em có thể bài đơn giản này có thể bấm thì ra ngay. Thế trước khi chuyển sang phần tính thể tích của vật thể tròn xoay này, thì thầy muốn giới thiệu cho các em một bài tập, các em có thể tự luyện ở nhà nâng cao hơn một chút nhé. Thì bài tập là như sau, đấy là tính diện tích của hình tròn có bán kính là r và lưu ý để làm bài tập này này thì các em có thể cần phải sử dụng cái phương pháp đổi biến và sử dụng những cái liên quan đến tích phân của những cái hàm số lượng giác như kiểu là hạ bậc rồi nhân đôi góc gì ạ, à. đấy. Thế thì đấy là những cái điểm chính mà các em cần phải làm. Thế giờ thầy sẽ chuyển sang phần tính thể tích của những cái vật thể tròn xoay nhé. Nào, đầu tiên thầy cũng muốn nhắc nhanh, rất nhanh về mặt lý thuyết thôi. Bây giờ chúng ta có đồ thị của một cái đường cong y bằng fx như thế này. Và bây giờ chúng ta muốn xoay nó, xoay cả cái phần, cái diện tích này, đúng không? À, đấy, quanh cái trục OX một góc 360 độ thì lúc đấy nó sẽ trở thành một cái khối vật thể, đúng không? Và chúng ta sẽ tính cái thể tích của cái khối vừa xoay. Thế bây giờ cái hình vẽ, thầy sẽ vẽ cho các em như sau. Đây là thầy tự vẽ, đúng không? hình dung là nó xoay ra hơi hơi giống một cái lọ hoa nằm ngang hay là hơi hơi giống một cái trống đồng nằm ngang đúng không? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta tính thể tích của những cái này như nào thì thầy sẽ giới thiệu rất nhanh cái cách tiếp cận. Đấy là các em hình dung nếu mà chúng ta lấy một cái hình chữ nhật ở đây, thầy tô màu xanh nhá. Ở ở đây là x và cái độ dày của nó, độ cái đáy của nó là dx. Vậy thì cái điểm này là x cộng dx đúng không? Các em hình dung là nếu mà các em có hình chữ nhật mà các em xoay nó 360 độ. Đấy các em có thể lấy cái hộp bút hình chữ nhật của các em mà xoay 360 độ thì các em sẽ tạo thành một cái đĩa tròn mà nó có độ dày đúng không? Thì sẽ vẽ ra như bên này. Đúng chưa nào? Đấy, cũng cùng màu để cho các em dễ hình dung. Và làm thế nào để tính cái thể tích của cái đĩa tròn này? Đó rất là đơn giản. Hình dung ra là cái cái độ dày hay là bây giờ cái chiều cao của cái đĩa này. Nếu mà chúng ta xoay ngang ra thì gọi là chiều cao đúng không? Thì cái chiều cao của cái này thì nó bằng đế đúng chưa nào? Nó chính là bằng cái 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 đáy của cái hình chữ nhật này. Bằng đế còn bán kính từ đây đến đây thì chính là cái chiều cao của cái hình chữ nhật và nó chính là fx. Thế thể tích của cái đĩa này với cái độ dày này thì tính như thế nào? Nó chính là thể tích của một cái khối trụ đúng không? Và bây giờ thể tích của khối trụ thì dễ rồi. Nó chính là bằng diện tích đáy nhân với cả chiều cao. Trong trường này diện tích đáy nó chính là pi nhân fx tất cả bình phương. Đấy. Cái fx này nó đóng vai trò như bán kính mà đúng không? Còn chiều cao ở đây chính là dx. Và các em thấy là chính vì vậy là tại sao thầy lại bôi vàng cái phần là pi nhân fx bình phương để tách bạch ra cho các em thấy một phần là gì một phần là diện tích đáy và một phần là chiều cao nhé thế thì bây giờ v của nó là tổng của rất nhiều cái hình khối trụ như này thì với cả cái, cái cách giới thiệu liên quan đến tích phân xác định như phần liên quan đến phần tính diện tích thì ạ à, thì tổng của rất nhỏ những cái phần khối trụ như này thế thì chúng ta sẽ thu được là gì tích phân từ a đến b của pi nhân fx tất cả bình phương dx đấy thế thì ở đây là thầy muốn giới thiệu cho các em cái cách hiểu công thức, cách hiểu bản chất của công thức mà chứ không thì áp dụng máy móc công thức người ta đã cho nhé. Thế thì ở đây thầy hy vọng là các em đã hiểu bản chất của vấn đề và bây giờ chúng ta có thể chuyển sang phần tính toán một cách à, cụ thể hơn. Nào, bây giờ chúng ta tính toán phần tính thể tích của khối nón có chiều cao là h và bán kính à, mặt đáy là r. Đấy. Thế thì ở đây thầy sẽ xoay cái khối nón ví dụ như khối nón đặt thẳng, đặt thẳng đứng như này của à, nón đứng nhá chiều cao là h và bán kính đáy lại bằng r thì cái đáy nó là hình tròn đúng không? Thế bây giờ thầy muốn xoay nó ra, đây cái đỉnh của hình nón thì đặt ở đây. Thế bây giờ thầy quay cái này một cái đường sinh như thế này, xoay quanh trục x đấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ tạo ra cái khối nón tương ứng đúng không? Và ở đây các em nhìn thấy này, à, cái từ đây đến đây sẽ là h vì nó là chiều cao của khối nón đúng không? Còn từ đây đến đây sẽ là r bởi vì nó sẽ tạo thành là bán kính của cái mặt đáy. Vậy thì bây giờ chúng ta cần tính thể tích của cái khối tròn xoay tạo bởi cái đường thẳng này này, đấy, hoặc là tạo bởi cái phần tam giác quay cả cái tam giác này quanh trục OX một góc 360 độ, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta thấy phương trình của cái đường này, phương trình của đường này sẽ là y sẽ bằng là a nhân x, x, đúng không? Bởi vì nó sẽ đi qua góc tọa độ. Nhưng mà khi x bằng h thì y bằng r, đúng không? Vậy thì ở đây nó sẽ là y sẽ bằng là r chia h nhân x. Đấy. Rất dễ để các em có thể có phương trình của cái 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 đường này, đúng không? Thế bây giờ áp dụng công thức này, chúng ta có gì? V sẽ bằng tích phân từ a tới b trong trường này a là bằng 0 và b là bằng h, đúng không? Vậy thì tích phân từ 0 tới h này của pi nhân f x tất cả bình phương. f x, tất cả bình phương có nghĩa là chúng ta lấy cái thằng này bình phương, đúng không? À, bây giờ thầy cứ cho là r trên h nhân x tất cả bình phương và dx. Đấy. Thế thì lưu ý với cả các em, đây chính là muốn tách bạch ra thì đây là diện tích của cái phần đáy. Còn đây là cái chiều cao của cái khối trụ tương ứng, đúng không? Nào, thế thì bây giờ cái cái này chúng ta tính dễ dàng rồi, nó bằng là gì nào? Bây giờ thầy những cái hàng số ở ngoài thì thầy mang ra nhé. Vậy thì nó sẽ là pi r bình phương chia h bình phương, đúng không? Cái bên trong sẽ là tích phân của x bình phương. Vậy tích phân của x bình phương hay nguyên hàm của x bình phương trước này thì nó sẽ thành là x mũ 3 chia 3 đúng không? Vậy thành x mũ 3 chia 3. Và bây giờ chúng ta sẽ tính từ cận từ 0 tới h đúng không nào? Vậy từ 0 tới h. Đấy thế bây giờ tính như này thì rất là dễ rồi đúng không? Chúng ta thay h vào thì nó sẽ thành ra là gì? Chỗ này là h mũ 3 chia h bình phương nhá. Thế thì có phải là thầy sẽ ghi lại này 1 phần 3 này Nó sẽ là Bây giờ thầy sẽ ghi là Pi R bình phương này Còn lại là nhân với H và tại sao thầy lại tách bạch như thế này? Các em thấy là đây chính là cái công thức của cái khối nón mà chúng ta đã được công nhận từ trước đúng không? Chúng ta có thể được công nhận cái này. Thì V nó bằng 1 phần 3 này, diện tích đáy nhân với cả chiều cao đúng không? Đấy, thì đây là PR bình phương có phải là diện tích của cái mặt đáy của khối nón và H chính là chiều cao của khối nón tương ứng, đúng chưa? Vậy thì làm như thế này thì các em hiểu là bây giờ hoàn toàn chúng ta có thể chứng minh một cách cận kẽ công thức thể tích của khối nón rồi. Đấy, thế thì bây giờ nếu mà người ta hỏi là thể tích của khối nón cụt gì ạ chóp cụt gì ạ dạ, thế thì bây giờ chúng ta có thể uh, cắt ở phần này đi thì có nghĩa là chúng ta sẽ lấy gì chúng ta sẽ lấy thể tích của khối nón lớn đúng không trừ đi thể tích của khối nón nhỏ và hai cái thể tích của hai cái khối nón đấy đều tính được theo cái công thức này với cả những cái chiều cao tương ứng và chúng ta có thể suy ra được cái công thức thể tích của khối nón cụt nhé thế thì thầy nghĩ rằng là với cái cách giới thiệu như vậy và với cái cách tính toán cụ thể như vậy thì các em có thể phần nào nắm bắt được những cái kiến thức, những cái kỹ năng cơ bản của liên quan đến tích phân xác định, dùng nó để tính diện tích hình phẳng và dùng nó để tính diện tích của những cái khối vật thể tròn xoay. Thế là chương trình thì không được sống dài nên là thầy cố gắng gói gọn, cố đọng lại cho các em như vậy. Thế trước khi kết thúc thì thầy cũng muốn giao cho các em một bài tập tự luyện và các em hoàn toàn có thể tính toán được, rất đơn giản. Đó là gì? Tính tài tích của khối cầu có bán kính là bằng R. Đấy, thế thì nếu mà các em dùng được cái công cụ để tính cái thể tích của vật thể tròn xoay thế thì rõ ràng là chúng ta cũng có thể tính được thể tích khối cầu nếu chúng ta hiểu như nào các em có thể vẽ một cái nửa đường tròn đúng không với bờ các em có một nửa hình tròn và nếu mà chúng ta xoay quanh trục ox thế thì cái phần nửa hình tròn này nó sẽ tạo thành cái khối cầu bán kính là r và lúc đó là hoàn toàn chúng ta có thể tính toán được rất dễ dàng cái tích phân xác định của chúng ta là tính toán được một cách trực tiếp chứ không cần phải sử dụng công thức là đổi biến hay là từng phần gì hết nhé và các em hoàn toàn có thể xử lý bài toán này À, một cái lưu ý nhỏ cho các em là thực ra ông Euclid ông có một cái phương pháp khác để tính thể tích của khối cầu rất là đặc biệt và phải sau bây giờ chúng ta phải sau đến hơn hai năm với những cái công cụ liên quan đến uh, tích phân xác định rồi tính thể tích của vật thể tròn xoay và chúng ta có thể kiểm chứng lại cái công trình của ông ấy không đấy một cái điểm nhỏ cho các em thế uh, bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc hẹn gặp lại các em ở những buổi sau Thầy Nguyên Kỳ rất vui hôm nay lại quay lại với các em trong bộ môn toán. Chủ đề ngày hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em chính là chủ đề phân chia thể tích khối đa diện. Ở bài giảng lần trước, thầy đã chia sẻ với các em các cái cách hay những giải pháp khác nhau để tính thể tích của một khối đa diện như thế nào. Tuy nhiên, trong đề thi đối với phần thể tích khối đa diện này còn một phần kiến thức nữa, chính là phân chia thể tích khối đa diện. Trong những bài toán này thì việc đi xác định chiều cao hay tính độ dài chiều cao gần như ta sẽ gặp khó khăn mà ta cần phải sử dụng các cái giải pháp khác nhau Cụ thể là các giải pháp phân chia thể tích khối đa diện. Vậy thì để giải quyết được những bài phân chia thể tích khối đa diện thì ta cần những kiến thức nào? Đầu tiên, thầy xin mời các em hãy quan sát trên bảng. Đây là một cái kỹ năng rất hay được dùng chính là phân chia thể tích khối đa diện trên cái phân chia diện tích đáy hoặc là phân chia về cái tỷ lệ về chiều cao. Đó. Vậy thì ta thấy ngay cái công thức tính thể tích khối đa diện thì nó phụ thuộc vào hai yếu tố là diện tích đáy và chiều cao. Vậy là người ta sẽ phân chia diện tích đáy hay là phân chia tỷ lệ về chiều cao thì nó sẽ ra được cái phân chia về cái thể tích khác nhau. Cụ thể ta sẽ thấy ngay có hai công thức là thể tích của khối chóp là 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Ở một cái khối chóp khác nếu như ta có được là V là bằng 1 phần V phẩy bằng 1 phần 3 S phẩy nhân H phẩy. Và tương tự như thế đối với thể tích của khối lăng trụ. Cái V thì bằng S nhân H và V phẩy thì bằng S phẩy nhân H phẩy. Thì lúc này ta sẽ có được cái tỷ lệ như thế nào? Đầu tiên, nếu là hai cái này có chiều cao h bằng h phẩy thì v trên v phẩy sẽ bằng s trên s phẩy. Nếu chiều cao bằng nhau thì thể tích sẽ tỷ lệ với diện tích đáy. Tương tự thế, nếu diện tích đáy bằng nhau thì thể tích sẽ tỷ lệ với chiều cao. Như vậy là đây là hai cái phần mà các em thường sử dụng là tỷ lệ về diện tích đáy hay là tỷ lệ về chiều cao. Đôi khi có những bài là tỷ lệ cả hai thì ta sẽ phân chia nó như thế nào để ta xác định thể tích. Vậy sau đây thầy xin mời các em theo dõi một số cái bài toán minh họa cho trường hợp là phân chia theo tỷ lệ diện tích đáy hay tỷ lệ chiều cao. Nội dung bài toán số 1 như sau: Cho chóp OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. OA bằng 2, OB bằng 4, OC bằng 6. Gọi MNP lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC như hình vẽ minh họa. Yêu cầu đề bài là tính thể tích V của khối chóp OMNP. Ta quan sát trên hình vẽ ta thấy đây OMNP là một khối chóp. Đúng không nào? Thế thì như các bài trước thì thường tính thể tích khối chóp thì thầy hay hướng dẫn ta là đi tìm xem chiều cao nằm ở đâu, đi sau đó ta đi tính diện tích đáy và tính độ dài chiều cao. Nhưng trường hợp này nếu mà ta đi tính chiều cao của cái chóp OMNP có lẽ là khó khăn. Đúng không nào? Vậy thì trường hợp này ta sẽ giải quyết nó như thế nào? Thì ta quan sát đối với khối chóp OMNP và khối chóp OABC chúng cùng đỉnh S và đáy thì trùng nhau. Hai cái tam giác đáy, đáy này cùng nằm trên một mặt phẳng. Đúng nào? Thì rõ ràng là hai khối chóp này sẽ cùng chiều cao. Khi hai khối chóp là cùng chiều cao thì lúc này cái thể tích của nó sẽ phụ thuộc vào diện tích đáy của mỗi cái khối chóp trên. Thì lúc này ta chỉ việc quan sát là cái MNP này 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 có diện tích tỷ lệ như thế nào đối với diện tích tam giác ABC ở lúc này ta đi phân tích một chút M là trung điểm của AB N là trung điểm của AC và P là trung điểm của BC vì vậy cái tam giác ABC là được chia làm bốn cái tam giác con Đó, ta dễ dàng chứng minh được bốn cái tam giác con này bằng nhau bốn cái tam giác con này bằng nhau thì tức là bốn cái tam giác này có diện tích bằng nhau nào? Có nhiều cách khác nhau để chỉ ra bốn cái tam giác dưới này. Với M, lần lượt là trung điểm thì bốn cái tam giác này có diện tích như nhau. Vậy là diện tích tam giác MNP sẽ bằng 1 phần tư diện tích tam giác ABC. Vậy là trường hợp này nếu các em để ý được hai khối chóp OMNP và OABC có cùng chiều cao, còn đáy thì tỷ lệ với nhau với tỷ lệ là 1 phần tư, thì chắc chắn ta sẽ tính thể tích của cái OMNP là một cách dễ dàng. Theo cái thể tích của OABC, À, tại sao thầy lại muốn tính theo thể tích của khối chóp OABC? Bởi vì OA, OB, OC là đôi một vuông góc với nhau Mà lại có độ dài của các cạnh rồi Thì thể tích của nó sẽ dễ tính được ngay Đúng không nào? Thì lúc này bài toán này ta có thể đi giải quyết như sau Trước tiên là thầy tính thể tích của khối chóp OABC Khối chóp OABC này Thầy coi OA là chiều cao Bởi vì OA thì vuông góc với mặt phẳng OBC Bởi vì OA vuông với OB này OA vuông với OC này thì suy ra OA sẽ vuông với mặt phẳng OBC vậy OA là chiều cao còn OBC lúc này đóng vai trò là đáy là tam giác vuông OB vuông với OC theo đề bài vậy là ta sẽ tính được vậy bằng 1/3 chiều cao OA nhân diện tích đáy là diện tích tam giác OBC sẽ bằng 1/2 OB nhân OC và kết quả của ta sẽ bằng 8 tức là 1/3 nhân x 2 nhân 1/2 nhân 4 nhân 6 là độ dài của các cạnh OA OBC thì ta tính được thể tích của khối chóp OABC là bằng 8 theo giả thiết ta đã có được diện tích của tam giác MNP bằng 1 phần tư diện tích của tam giác ABC. Như vậy ta có V của OMNP là OMNP này này sẽ bằng 1 phần tư V của OABC như ta lập luận lúc nãy về tỷ lệ về thể tích đúng bằng tỷ lệ về diện tích đáy. À, bằng phần tư tức là bằng phần tư nhân 8 và kết quả V OMNP bằng 2. Vậy trường hợp này ta dễ dàng chọn được đáp án D là đáp án chính xác cuối cùng của chúng ta. Vậy là ta không cần phải đi tính chiều cao của tam giác OMNP. Nhưng ta dựa vào cái diện tích đáy OMNP và ABC thì từ đó ta cũng sẽ tính được cái thể tích của khối tứ diện OMNP dựa vào cái phần tỷ lệ về diện tích đáy. Sau đây thầy xin mời các em theo dõi một ví dụ tiếp theo để ta thấy là phần xây dựng về cái tỷ lệ diện tích đáy hay tỷ lệ chiều cao cũng rất là hay được ứng dụng và đã thu được những bài toán cũng khá là hay đúng không nào. Sau đây thầy xin mời các em theo dõi nội dung bài toán số 2. Cho khối tứ diện ABCD. Có thể tích là bằng 12. G là trọng tâm của tam giác BCD. À, như hình vẽ minh họa. Đấy. Tính thể tích V của khối tứ diện AGBC. À, theo như hình vẽ thì cho một cái khối tứ diện ABCD. Đó. G là trọng tâm của tam giác B, C, D như hình vẽ, đây là điểm G là trọng tâm. Trong đó thể tích của cái ABCD là bằng 12. Người ta yêu cầu ta tính thể tích V của khối tứ diện AGBC. Đó, ta đã nhìn thấy khối tứ diện đó thì nó là dạng câu hỏi dạng trắc nghiệm. Nếu quan sát một chút thì ta sẽ thấy tứ diện có đỉnh D đáy là ABC. Và tứ diện đỉnh G đáy là ABC. Ta thấy hai cái khối tứ diện này có cùng đáy tức là đáy của nó có diện tích như nhau đều là bằng diện tích tam giác ABC. Thế còn đỉnh là đỉnh D và đỉnh G khác nhau, đúng không nào? Tuy nhiên cái tỷ lệ giữa điểm G này chia cái DM này lại có bởi vì G là trọng tâm, như vậy ta sẽ tính được tỷ lệ là GM chia cho DM. Nếu ta hạ đường cao từ G xuống mặt phẳng ABC hạ xuống từ D hạ xuống ABC thì tỷ lệ hai đường cao đó chính bằng tỷ lệ của GM chia cho DM theo định lý Talet. Đúng không nào? Vậy thì bài toán này ta thấy là diện tích bằng nhau nhưng mà chiều cao thì lại tỷ lệ với nhau. Do đó ta có thể giải quyết bài toán này nhanh như sau. Vì G là trọng tâm của tam giác BCD theo giả thiết cho nên cái tỷ lệ GM chia cho DM là bằng 1 phần 3 theo tính chất trọng tâm trong tam giác đúng không nào? Cái GM chia cho DM bằng 1 phần 3 thì chiều cao hạ từ G xuống mặt phẳng đáy này này và từ D xuống mặt phẳng đáy đúng bằng 1 phần 3. Do đó ta thấy là diện tích đáy thì bằng nhau, chiều cao tỷ lệ 1 phần 3 thì theo tính chất ta cũng có được thể tích là tỷ lệ theo 1 phần 3. Vậy là V của GABC chia cho V của DABC sẽ bằng 1 phần 3. Vậy từ đây ta suy được là V của GABC sẽ bằng 1 phần 3 V của DABC Tức là bằng 1 phần 3 nhân với thể tích của cái khối tứ diện trên là 12 Vậy ta có đáp số thể tích của khối tứ diện GABC là bằng 4 Đấy. Thì trường hợp này ta để ý được tỷ lệ về chiều cao và diện tích đáy bằng nhau Thì ta tính tỷ lệ thì nó sẽ rất là thuận lợi cho việc ta thu được thể tích của một khối đa diện mà không cần phải xác định cụ thể chiều cao bằng bao nhiêu và diện tích đáy bằng bao nhiêu mà ta dựa vào phân chia theo tỷ lệ. À, tiếp theo thầy xin mời các em theo dõi ví dụ nữa về phân chia liên quan đến diện tích đáy và phân chia chiều cao. Nội dung bài toán số 3 như sau. Cho lăng chủ ABC A, B, C, có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. Cạnh AC bằng 2 căn 2. Biết góc AC tạo với mặt đáy một góc 60 độ và AC thì bằng 4 như hình vẽ thể tích khối đa diện ABCB'C' Phẩy C. Phẩy bằng bao nhiêu trong số các đáp án ABCD? Một câu hỏi liên quan đến khối lăng trụ, đúng không nào? Đấy, khối lăng trụ ABCA. Phẩy B. C. C'. Đề bài cho là tam giác ABC vuông cân ở A, có AC bằng 2 căn 2. Đấy. tức là diện tích của tam giác ABC là tính được. Đối với lăng trụ này thì chưa cho biết là lăng trụ đứng hay lăng trụ xiên, vậy đi xác định chiều cao trường hợp này là gặp khó khăn. Nhưng lại cho cái AC' này này. AC' là cạnh này. Tạo với đáy một góc bằng 60 độ và độ dài của AC' bằng 4. Đấy. Vậy đọc đến đây, nếu ai học kỹ bài giảng trước của thầy sẽ thấy được là trong trường hợp này đi xác định chân đường cao nó nằm ở đâu là khó khăn, tức là tính độ dài chiều cao dựa vào yếu tố góc trong trường hợp này lại rất là dễ dàng. Cụ thể ta thấy như sau. Thì giả sử là cái chân đường cao Cái chân đường cao hạ từ C phẩy xuống đáy Là một cái điểm H nào đó H nằm trong đáy ABC C phẩy H vuông góc mặt phẳng ABC Khi đó góc giữa AC phẩy và mặt phẳng đáy Chính là góc C phẩy AH Như hình vẽ thầy đã xác định không này Bởi vì C phẩy H vuông với đáy mà Thì AC phẩy sẽ tạo với mặt đáy Một góc là 60 độ như thế này Độ dài của AC phẩy có góc này 60 độ thì đương nhiên ta tính được C phẩy H. Tính được C phẩy H, tam giác ABC có diện tích. Vậy ta sẽ tính được thể tích của khối lăng trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy. Nhưng bài này lại không nằm ở đấy. Đúng không nào? Không dừng lại việc tính thể tích của khối lăng trụ mà đề bài yêu cầu tính thể tích của khối đa diện ABC b phẩy c phẩy tức là thầy đã nối a với b phẩy a với c phẩy nếu lấy a làm đỉnh thì ta thấy cái khối này chính là khối chót có đỉnh a đáy là b b phẩy c phẩy c đỉnh nó nằm ở phía trong này chiếu ra đúng không nào vấn đề bây giờ là làm thế nào để tính được thể tích khối này thì lúc này các em cần phải nghĩ đến chuyện đi phân chia thể tích trong trường hợp này thì mới có thể tính được chứ đi xác định diện tích đáy và chiều cao của cái khối đa diện ABC phẩy C phẩy này là khó khăn. Đấy. Lúc này ta đi giải quyết bài toán này như sau. Thứ nhất, các em để ý một chút, cái thể tích của khối lăng trụ thì bằng chiều cao nhân diện tích đáy, chiều cao tức là khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy. Diện tích đáy thì giả sử nó là diện tích tam giác ABC. Đúng là thể tích khối lăng trụ bằng chiều cao nhân diện tích đáy thì đặt nó là V. Ta quan sát một chút nữa, thầy sẽ tính thể tích của cái khối chóp này. Khối chóp A A'B'C'. Các em nhìn nhé, khối chóp có đỉnh là A, đáy là A, B, C Đấy đây này. V A A'B'C' bằng 1/3 chiều cao của khối chóp đỉnh A mà đáy là A'B'C' vẫn là bằng h. Tức là khoảng cách từ đỉnh A xuống cái mặt này thì nó bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy thôi nó vẫn là h và s này diện tích của a phẩy b phẩy c phẩy bằng diện tích tam giác abc nó vẫn là s vậy là diện tích của khối chóp a a phẩy b phẩy c phẩy sẽ bằng 1 phần ba sh mà sh lại bằng v tức là bằng 1 phần ba b đấy các em nhìn thấy chưa đấy, vậy cái phần này này phần lăng trụ bỏ đi cái chóp a a phẩy b phẩy c phẩy thì nó ra được cái cần tính cả các lăng trụ này là V mà cái phần bỏ đi là A, A phẩy B phẩy C phẩy là 1 phần 3V. Vậy cái phần còn lại chính là cái phần này. V, A, B, C, B phẩy C phẩy. A, B, C, B phẩy C phẩy. Nhìn trên hình vẽ ta thấy là A, B, C, B phẩy C phẩy. Địch chính là phần cần tính. Nó sẽ bằng V trừ đi 1 phần 3 là trừ đi phần bỏ đi là bằng 2 phần 3V. Đấy. Thế thì không tính trực tiếp nhưng sẽ tính gián tiếp Thông qua cái phần phân chia như thế này Thế thì có được cái thể tích của phần to Thì lúc này ta tính được thể tích của phần còn lại Đó. Ta tính được thể tích của phần A, B, C, B, C Và cụ thể bài này ta sẽ thay số vào như sau Thứ nhất ta đi tính thể tích của khối lăng trụ đã Đúng không nào Muốn tính thể tích khối lăng trụ thì tính C, H Như thầy phân tích Tam giác này vuông sin Thì đi học tức là bằng C, H trên C, A C'H trên C phẩy A Suy ra C H sẽ bằng C A là bằng C A là bằng 4 Nhân với sin 60 độ là căn 3 trên 2 Như vậy C H là bằng 2 căn 3 Tính được chiều cao đây rồi Và từ đó ta sẽ tính được thể tích của khối đăng trụ ABC Diện tích tam giác ABC thì bằng 4. Điều này là dễ tính bởi vì tam giác ABC là vuông cân đẩy H mà AC là bằng 2 căn 2. Vậy là diện tích tam giác ABC là bằng 4 thì từ đó ta sẽ tính được thể tích của khối lăng trụ bằng chiều cao nhân với diện tích đáy là bằng 8 căn 3. Thể tích của cả khối lăng trụ ABC A phẩy B phẩy C phẩy. Khối đa diện cần tính là ABC B phẩy C phẩy như ta lập luận lúc nãy nó bằng 2/3 thể tích của cả lăng trụ, tức là bằng 2/3 nhân với 8 căn 3, tức là bằng 16 căn 3 trên 3. Như vậy dễ dàng so sánh với phần đáp án ta lựa chọn được chính là đáp án D. Vậy đây là một bài phân chia thể tích của khối lăng trụ. Các em hãy chú ý cho thầy là cái phần A, B, A phẩy, B phẩy, C phẩy sẽ bằng 1 phần 3 thể tích của cả lăng trụ. Vậy cái phần còn lại là A, B, C, B phẩy, C phẩy là bằng 2 phần 3. Vậy là nếu ta đi tính được thể tích của cả khối lăng trụ thì ta sẽ tính được phần thể tích của đa diện trong trường hợp này. Đấy. Thì các em cũng hết sức chú ý. Thông qua bài toán này khi mà gặp bài toán mà yêu cầu tính thể tích của một phần nào đó trong cái khối lăng trụ để người ta chia thì các em lưu ý cách phân chia trong bài toán này của thầy lúc đấy thì chắc chắn các em sẽ có thể tìm được giải pháp và lựa chọn được đáp án ngay. Đây là một bài toán nói đến việc phân chia liên quan đến tỷ lệ diện tích đáy và chiều cao. Trên thực tế thì ta thường sử dụng một bài toán nữa liên quan đến một định lý Phần thứ hai là liên quan đến cái công thức Simpson. Đối với nhà toán học Simpson thì có nhiều công thức khác nhau. Trong trường hợp này là nhà toán học Simpson đưa ra cái công thức về tỉ số thể tích. Đây là một cái phần kiến thức mà cũng rất là hay gặp và ta có thể dùng nó trong quá trình giải quyết các bài toán về thể tích. Thì công thức này trong sách giáo khoa cũng đã đề cập đến. Đúng không nào? Thì thầy sẽ nêu lại nội dung công thức và không đi chứng minh. Nếu các em muốn chứng minh thì có thể xem lại sách giáo khoa của chúng ta trong phần bài tập thì đã có bài toán này. Công thức Simpson này về phân chia thể tích là áp dụng trong trường hợp đối với một cái khối chóp tam giác. Cụ thể cho khối chóp SABC, A1, B1, C1 là những điểm tùy ý nằm trên các cạnh SA, SB và SC. Đó. Thì khi đó người ta có được một cái tỷ lệ như sau. Tỷ lệ thể tích của khối chóp S A1B1C1 chia cho S ABC sẽ bằng SA1 trên SA nhân SB1 trên SB và nhân SC1 trên SC. Đó. Thì đây là một cái công thức các em sử dụng để phân chia cái thể tích cũng khá là dễ. Về mặt bản chất chứng minh nó vẫn là tỷ lệ về diện tích đáy và chiều cao nhưng cái phần chứng minh thì thấy nhiều như chúng ta sẽ tham khảo thêm. Trong cái nội dung bài học hôm nay thầy sẽ mời các em sử dụng cái công thức này để ta giải quyết một số trường hợp khác nhau về bài toán phân chia thể tích khối đa diện. À, sau đây thầy xin mời các em vận dụng cái công thức sim sơn để đi giải quyết một số bài toán như sau. Nội dung bài toán số 4 như sau. Cho khối chóp tứ giác SABCD có thể tích là V. Đáy ABCD là một hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA. Mặt phẳng P đi qua M song song với mặt phẳng ABCD, cắt SB, SC, lần lượt tại các điểm NPQ như hình vẽ minh họa thể tích khối chóp SMNPQ tính theo V là gì trong số các đáp án ABCD? Ở đây thầy xin miêu tả lại đề bài một lần nữa. SABCD là một khối chóp tứ giác, đáy ABCD là một hình bình hành. M là trung điểm của SA. Mặt phẳng đi qua M song song với mặt phẳng đáy thì cắt SB, SC, SD lần lượt tại NPQ như hình vẽ thì lúc đó thể tích của khối SMNPQ được tính theo V như thế nào? Quan sát bài toán này thì ta thấy là đây là một cái khối chóp tứ giác. Nó rất là giống với kiến thức lúc nãy ta sử dụng đối với cái định lý Simpson. Đấy, công thức Simpson ở đây. Thì à, lúc này có một số sai lầm các em thường gặp phải như sau. Thầy đã gặp trường hợp là các em sẽ sử dụng là V của SMNPQ chia cho V của SABCD bằng SM chia SA nhân SN chia SB nhân SP trên SC và nhân SQ trên SD. Cái này tức là mỗi cái tỉ số này là bằng 1/2. Bởi vì M là trung điểm thì mặt phẳng song song với đáy ABCD này này thì dẫn đến điểm N cũng là trung điểm. P là trung điểm và Q cũng là trung điểm. Thì mỗi cái tỉ số này là 1/2. 4 nhân 1/2 nhân vào với nhau bằng 1/6 luôn. Và nhìn vào đáp án thì cũng có đáp án V trên 16 thế là khoanh luôn. Thì trong trường hợp này À, rất là nguy hiểm, đúng không nào? Công thức simson như thầy nhắc lúc nãy chỉ áp dụng trong trường hợp đối với khối chóp tam giác mà thôi. Chứ đây là khối chóp tứ giác thì không sử dụng được. Như vậy bạn nào mà giải như thế này mà suy ra được V của smPq là bằng V trên 16 sáu khoanh A thì rất là rất là nguy hiểm, đúng không nào? Vậy là bạn nào nếu có ý tưởng như thế này mà dùng cho khối chóp tứ giác thì xin hãy tránh xa ra, đúng không nào? Không được sử dụng như thế này. Vậy trong trường hợp này ta vẫn phải phân chia nó thành các khối chóp tam giác lúc đó ta mới sử dụng được công thức Simpson. thấy rất lưu ý như vậy. Lúc này bài toán này có thể sửa lại như sau. Đầu tiên ta sẽ phân chia nó thành hai nửa. S MNP S MNP chia cho V của S ABC tức là chia đôi cái đường chéo AC này ra. Thì cái chóp tứ giác nó được hai cái khối chóp tam giác. Đấy. Trường hợp này là SMNP chia cho SABC thì nó bằng SM chia cho SA nhân SN trên SB và nhân SP trên SC, đúng là khối chóp tam giác. Chỗ này thì nó bằng 1/8. Đúng không nào? Từ đó ta sẽ suy ra được V của SMNP sẽ bằng V của SABC trên 8. Mà V S, A, B, C các em để ý này. Tam giác ABC và tam giác ADC ấy là hai tam giác có diện tích bằng nhau bởi vì nó là hình bình hành thì đừng chéo chia đôi. Vậy là thể tích của SABC bằng B trên 2. Cái này này, cái tử này bằng V trên 2 chia cho 8 tức là bằng V trên 16. Vậy là cái SMNP là bằng V trên 16. Hoàn toàn tương tự thế ta tính được V của SMPQ tức là cái nửa còn lại ở bên trong. SMPQ thì cũng bằng V trên 16. Vậy là ta tổng hai cái giá trị này lại V của MNP cộng với V của MQP thì sẽ ra được cái V của SMNPQ. Cộng cái này lại thì kết quả là bằng V trên 8. Vậy đáp số của chúng ta trong trường hợp này là đáp án B chứ không phải là đáp án A. Vậy qua bài này các em lưu ý cho thầy là công thức Simpson được sử dụng đối với khối chóp tam giác chứ không sử dụng trong khối chóp tứ giác. Nếu gặp khối chóp tứ giác ta hãy chia đôi khối chóp tứ giác hay ra. Như bài này là chia thành khối chóp SABC và khối chóp SADC. À, như vậy, đây là một bài toán mà ta thấy được vận dụng công thức Simpson sẽ khá là dễ dàng để ta lựa chọn được đáp số. Sau đây thầy xin mời các em theo dõi tiếp nội dung bài toán số 5. Nội dung bài toán số 5 như sau, cho khối chóp SABCD đáy ABC cũng là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC mặt phẳng alpha chứa am song song với bd am là đường này song song với bd cắt sb sd lần lượt tại e và f như hình vẽ minh họa ta thấy này m là trung điểm của sc mặt phẳng chứa am song song bd cắt sd tại f và cắt sb tại điểm e như hình vẽ minh họa ở đây khi đó tỷ số của thể tích vs A e, M, F. đấy cái khối chóp ở phần bên trên này này. Chia cho V của S, SABC D là của khối chóp to bằng kết quả nào trong số các đáp án A B C D. Cũng hơi giống với bài lúc nãy, cũng là khối chóp tứ giác, nhưng lúc nãy là cắt tại trung điểm và song song với mặt đáy. Nhưng bây giờ lại cắt là đi qua điểm A này, đi qua điểm M tức là chứa AM song song với BD. Cắt tại E và tại F như thế này thì chia cái khối chóp tứ giác này thành nửa bên trên và nửa bên dưới. Lúc này cái tỉ số của cái nửa bên trên là V của S A E M F chia cho V của S A B C D bằng bao nhiêu? À, lúc này ta sẽ cần đi tính các tỉ số. Thứ nhất là M là trung điểm của SC là có rồi, giả thiết. Thế vậy điểm E này chia SB theo tỷ lệ bao nhiêu? Điểm F chia SD theo tỷ lệ bao nhiêu? Đúng không nào? Thì từ đó ta sẽ chia đôi cái hình chóp tứ giác này. Đấy, khối chóp tứ giác này thành hai khối chóp tam giác và ta sử dụng công thức Simpson chắc chắn là sẽ giải quyết xong. Ở đây ta sẽ phân tích một chút. Đáy có tâm O tức là giao điểm AC và BD là O. Thì khi nối S và O lại, đó, khi ta nối S và O lại, thì ta thấy là nó sẽ cắt cái EF tại điểm I. EF, AM và SO sẽ đồng quy tại điểm I như hình vẽ. Quan sát thêm ta thấy AM là trung tuyến của tam giác SAC Bởi vì M là trung điểm Do là hình bình hành trên ô cũng là trung điểm của AC Vậy trong tam giác ASC Có AM trung tuyến, SO là trung tuyến Vậy Y sẽ là trọng tâm của tam giác SAC Đúng không nào? Vậy ta có được tỉ số điểm Y này rồi Điểm Y này sẽ chia cái SO thành là OI thì bằng 1 phần 3 SO NO, Bởi vì nó là trọng tâm Mặt khác mặt phẳng chứ AM Tức là mặt phẳng alpha ấy Chính là mặt phẳng AEMF Song song với BD Thì suy ra cái giao tuyến EF này cũng song song với BD EF song song với BD thì tốt rồi đúng không nào Lúc này SE trên SB Cũng bằng SI trên SO Và cũng bằng SF trên sd và lúc này nó sẽ bằng 2 phần 3. SE trên SO cũng bằng SI trên SO và bằng 2 phần 3. Vậy là lúc này các cái điểm E và điểm F chia các cạnh bên này là tính được. Vậy lúc này ta đi phân chia bài toán này và ta tính cái thể tích và tính tỷ lệ như sau. Thứ nhất ta khẳng định như thầy lập luận lúc nãy SE trên SB bằng SF trên SD và bằng SI trên SO bằng 2 phần 3 bởi vì anh Y này là trọng tâm của tam giác SAC như lúc nãy. Tiếp theo thầy phân chia cái chóp tứ giác này thành hai chóp tam giác. V của SAME SAME tức là cái nửa SACB này này. Đấy, thì nó ứng với cái nửa là SAME. Đấy, chia như thế. Thì chia cái tỷ lệ này nó sẽ bằng SM chia cho SC nhân với SE trên SB SM trên SC ấy, thì ta thấy là bằng 1 phần 2 bởi vì M là trung điểm còn SE trên SB thì bằng 2 phần 3 vậy cái tỷ lệ V của S A e, M chia cho V của S A B C là bằng 1 phần 3 V của S A M F, S A M F. Đấy. chia cho V của S A C D cũng bằng 1 phần 3 Tính hoàn toàn tương tự như thế này Thế thì từ đây ta mới có được ngay hai cái tỷ số diện tích à hai tỷ số thể tích ra bằng nhau. VSAME SAME chia cho V của S SABC sẽ bằng V của S SAMF chia cho V của S SACD như thế này. Áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau thì nó bằng tử cộng tử và mẫu cộng mẫu. Phần tử cộng tử thì nó sẽ ra được thể tích của khối S AEMF. Mẫu cộng mẫu thì nó ra được thể tích của khối chóp SABCD. Vậy là cộng lại thì nó được thể tích của khối ở phía trên chia cho thể tích của cái phần cả SABCD. Và đương nhiên tỷ số này bằng cái tỷ số này bằng tỷ số này bằng tỷ số này ngược lại ở đây thì nó bằng 1/3. Vậy kết quả cuối cùng tỉ số V của S A E M F chia cho S A B C D sẽ bằng 1 phần 3. Đó. Và trong trường hợp này lựa chọn đáp số nào thì ta sẽ lựa chọn đặc đáp án C. Tỉ số thể tích này bằng 1 phần 3. Lại một bài toán nữa sử dụng đến công thức Simpson phân chia thể tích khối đa diện. Bài giảng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau.